mỗi đứa tờ thôi. Ừ. Chú cho tờ này nhá. Cho nó 400.000 rồi. Cho rồi thôi. Ta trả sửa gì? Ta không trả sửa lại gì? Ta không hiểu. Mỗi đứa 200 rồi, mỗi lát thì ta trả luôn cho. Thiệt ra Vlog xin chào quý vị. Kính thưa quý vị, khi nhắc đến nơi có khí hậu tuyệt vời, cảnh quan thì hùng vĩ và nơi có nóc nhà cao nhất Đông Dương, chắc hẳn chúng ta đều biết đến Sapa thuộc tỉnh Lào Cai, Việt Nam. Tuy nhiên không phải điều gì ở Sapa cũng đẹp. Ngay bây giờ thì xin được phép mời quý vị cùng xem một đoạn clip ngắn được trích từ TikTok do chính tay du khách quay tại vùng đất được mệnh danh là nơi gặp gỡ đất trời. Hai tờ. Lại ư hả? Ư rồi. Hai tờ. Bảo thôi đi. À, mỗi đứa một tờ thôi. Mỗi đứa tờ thôi. Ừ. Chú cho tờ này nhá. À từ từ. Kính thưa quý vị, có thể nói tình trạng ăn xin vẫn còn diễn ra không hề ít trên lãnh thổ Việt Nam chúng ta. Người ăn xin rất đa dạng về độ tuổi, có mặt ở rất nhiều nơi, phần lớn là thành thị hay những địa điểm du lịch nổi tiếng có nhiều khách du lịch tham quan. Sapa được mệnh danh là nơi gặp gỡ đất trời cũng không ngoại lệ. Và nếu như quý vị đã từng đến với Sapa thì chắc chắn sẽ rất nhiều du khách ngạc nhiên là vì sao những người ăn xin ở đây họ rất giỏi giao tiếp tiếng Anh, dù họ là người dân tộc thiểu số, đặc biệt phần lớn họ là những đứa trẻ dưới 15 tuổi. Sam, you learn English? I don't know. You don't know? Yes. Dream now. Dream man. Yeah. Mm. And me? 2 years. 2 years? Yeah. Can you write no. anything? I cannot write because I just learn. I don't write. You just learn to speak? Yeah. Chắc chắn rằng biết tiếng Anh là một lợi thế của những đứa trẻ đáng thương trong việc mưu sinh. Tuy nhiên, hình ảnh níu kéo khách du lịch thi thoảng là vấn nạn trộm cắp hay là móc túi khách du lịch đến từ những nhóm trẻ ăn xin này rất đa dạng, đáng bị phê phán. Câu hỏi đặt ra là bố mẹ các em là ai? Vì sao để những đứa trẻ ngây thơ lại bị bóc lột về thể xác và tinh thần, kể cả nhân cách, khi các em còn trong độ tuổi đến trường? Dù chính quyền địa phương tại Sapa cũng đã tổ chức rất nhiều đợt phát thanh tuyên truyền rằng không bố thí hay cho tiền những người ăn xin, nhưng đến hiện tại những vấn nạn này vẫn luôn diễn ra. Và ở video trên mà quý vị vừa xem, chúng ta có thể thấy được hai vấn đề có thể nói rất là tiêu cực. Thứ nhất, nhóm trẻ ăn xin đã đi theo xin tiền du khách. Khi du khách cho tờ tiền có mệnh giá thấp á, thì các em không chịu nhận. Nhưng khi họ đưa tờ tiền mệnh giá cao thì các em mới chịu cầm lấy.
Vì sao các em lại có hành động như vậy? Phải chăng đó là sự chỉ bảo của người lớn, hay cụ thể hơn là của ba mẹ các em? Vấn đề thứ hai mà Thiện muốn nói đến đó là thái độ của các thanh niên du khách. Chính vì hành vi từ chối tiền nhỏ, chỉ lấy tiền lớn của các em mà các thanh niên này rất thích thú, móc điện thoại ra quay lại để nhằm thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Liệu đây có phải là một hành động của các thanh niên du khách nên làm trong hoàn cảnh này hay không? Cao trào của video này là sự nảy sinh mâu thuẫn giữa các thanh niên du khách và nhóm trẻ ăn xin. Theo Thiện được biết là khi đã nhận được tiền từ các thanh niên du khách mà các em vẫn luôn đi theo để xin tiền thêm. Kính thưa quý vị, mọi chuyện diễn ra đều có nguyên nhân của nó. Phải chăng nhóm trẻ ăn xin cảm thấy sự thích thú của du khách khi họ đang quay phim, nên các em cố gắng làm cho họ thích thú, để rồi sau đó họ ra đi, các em đi theo để xin lại một khoản tiền thù lao xứng đáng hơn, để dẫn tới mâu thuẫn trong cái trường hợp này? Kính thưa quý vị, qua video mà Thiện đã chia sẻ trên, những mảnh đời còn rất ngây thơ nhưng lại rất bất hạnh của những đứa trẻ ăn xin khiến chúng ta phải suy nghĩ rất nhiều về sự giúp đỡ cho các em một cách đúng đắn và hiệu quả. Không thể nào đổ hết trách nhiệm cho ban ngành đoàn thể hay cho chính quyền địa phương. Quan trọng hơn là trong video này, Thiện muốn chia sẻ đến quý vị một thông điệp: hãy có thái độ đúng đắn, chuẩn mực hơn khi đối mặt với những trường hợp như thế này. Do sự giáo dục, do thói quen sinh hoạt và do môi trường sống buộc các em làm những điều chưa hay này. Các em thật sự còn rất nhỏ, các em hoàn toàn chưa có thể nhận thức và quyết định số phận của chính mình. Chính vì vậy, nếu không cho tiền thì dứt khoát không cho, chứ đừng đem các em ra để làm thú vui, thu hút trên mạng xã hội như hành động của các thanh niên du khách ăn mặc khá chỉnh tề và tươm tất trong video vừa rồi. Hãy là những người văn minh với những hành động văn minh. Thiện xin được kết thúc video tại đây. Nếu thấy hay, các bạn hãy bấm like và chia sẻ, cũng như đăng ký kênh để ủng hộ Thiện làm nhiều video khác ý nghĩa hơn, hay hơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Ha ha.